chị làm được rồi đó. Chị nghĩ là chị đang làm được. Mà chị ơi, đó có phải là một phần trong những cái lý do mà chị quyết định thành lập cái hội từ thiện để mà chị nuôi dưỡng cho những em bé mồ côi không? Bây giờ là phải khán giả phải biết, chị cho khán giả biết thêm tại sao chị lập cái hội từ thiện và tại sao chị thương con nít. Tại vì con chị nó thiếu cái tình thương của chị và nó thiếu tình thương của cha. Thật sự cha ở xa, ba của bé Wendy thì rất là tốt và có gia đình khác, đã chia tay và có gia đình khác, và ba của bé có gia đình khác phải lo cho một cái gia đình khác nên không thể lo cho bé được, nên bé thiếu cái tình thương của cha, nên chị vừa làm cha vừa làm mẹ. Và khi mà chị về Việt Nam, chị làm một cái hội từ thiện như vậy là vì con chị tất cả. Chị nhìn mấy đứa trẻ mồ côi nó cũng giống như con mình bỏ đi hát, mình không có thời gian gần con, thì thay vì mà nên chị thương mấy đứa trẻ giống như con chị như vậy, nên chị lập cái hội từ thiện để mà chị làm cho nuôi mấy đứa con chị, để cho con chị không cần phải là cho chị sướng, mà là chị muốn cho con chị sau này nó phải sướng, con phải sướng hơn mẹ, con phải học giỏi hơn mẹ, ra đường người ta phải nể nang con. Nên chị làm cái việc từ thiện như vậy là tất cả đều là cho Wendy hết. Chị không bao giờ chị nghĩ cho bản thân chị và cho tất cả những đứa em của chị. Nên chị dựng lên một cái trại mồ côi và vòng tay dưỡng tử. Dạ, vòng tay dưỡng tử, chị nuôi mấy em bé. Và chị tập cho con chị sống không được ích kỷ. Chị cũng rất là may mắn là con chị nó không có ích kỷ, mà ngược lại bé rất là vui khi mẹ được có nhiều con và chia sẻ cái tình cảm của mẹ bé cho tất cả mấy em. Thì mỗi lần chị nhận em bé là chị cũng hay gửi hình về cho con, chị nói con à, em bé này nó vậy đó, thì con có muốn mẹ nuôi không, nói mẹ ơi mẹ nuôi đi, mẹ chăm sóc em đi, tội nghiệp con không có mẹ, thì mẹ ở Việt Nam thì mẹ nuôi mấy em đi, con ở đây con học không có sao đâu, rồi con đi làm, vừa đi học mà bé cũng lúc đó là bé lớn tuổi rồi, bé cũng 17-18 rồi, bé đi học, bé làm thêm part time thì bé mỗi tháng bé cho chị 100 để gửi về cho mấy em.